Thân mến chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các cái series giải đề thi học kỳ 1 cho các bạn. Và nếu như cái bài đề số 1 mình đã giảng xong cho các bạn rồi, các bạn lên trên kênh của mình, các bạn vô danh sách phát là các bạn tìm thấy hết, đúng không nào? Rồi thì bây giờ sang đề thứ hai cũng như vậy. Đề thứ hai này thầy cũng cố gắng trong hai phần thôi các bạn ha. Rồi, trong hai video á. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta vào phần 1 là vào cái phần thứ nhất. Chỗ này có thể xem là một la mã cũng được, nhưng mà chúng ta xem phần thứ nhất là cho một câu mẫu này và chọn một trong bốn phương án để nó cùng nghĩa với câu mẫu, nó không làm thay đổi nghĩa. Rồi vậy chúng ta bắt đầu các bạn nha. Mọi cái giới thiệu là trong cái video 1, mà trong cái đề số 1 mình nói hết cho các bạn rồi. Mà có thể có phần nghe phần nói, nhưng các bạn có thể thi riêng và các bạn cố gắng học kỹ từ unit 1 đến unit 8 trong kênh của mình ha, trong sách giáo khoa đó, là các bạn sẽ làm tốt cái phần nghe và phần nói thôi các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu 1. Trời mưa nặng hạt ở bên ngoài. Ở bên ngoài trời mưa nặng hạt. Các bạn để ý này, mưa nặng hạt là người ta có cái cụm từ cats and dogs này các bạn ha. Rain cats and dogs là mưa nặng hạt đó, mưa rất là lớn đó. Là trời đang mưa nặng hạt ở bên ngoài. Tôi muốn leo núi ngày hôm nay nhưng tôi không thể, đúng không? Rồi, cái câu mẫu đó như vậy thì chúng ta nhìn lướt qua, chúng ta chọn câu B. Thầy giải thích vì sao chọn câu B cho các bạn. Đây, trời mưa nặng hạt đó. Trời mưa nặng hạt. Điều đó đã ngăn chặn tôi việc leo núi, ngăn cản tôi từ cái việc leo núi vào ngày hôm nay. Các bạn này, người ta dùng cái cấu trúc prevent này có S là bên đề ngôn số 3 số ít, còn không có S là số nhiều, đúng không? Prevent này là một cái động từ cộng với một cái someone là một ai đó, someone đây nè, someone hoặc là somebody đó, from doing something đó bạn nhá, là ngăn chặn ai từ cái việc làm cái gì đó. Doing, nhớ là doing các bạn nhá, doing là cái một cái động từ thêm in đó, doing nhớ nha, clamping nguyên gốc của nó nè, thêm in clamping đó, clamping là prevent someone from doing something, là ngăn chặn ai từ cái việc gì đó. Vậy thì trời mưa nặng hạt, điều đó đã ngăn tôi cái việc leo núi đó vào ngày hôm nay. Quá chuẩn luôn nha. Rồi nhớ cái cấu trúc, mỗi câu nó đều có cấu trúc của nó các bạn nhé, và nó nằm trong cái chương trình học của chúng ta hết rồi. Chỗ nào các bạn không rõ thì các bạn có thể hỏi. Rồi đó là câu 1. Bây giờ câu 2 này các bạn, chỗ nào khó thì thầy mới dừng lại, thầy giải thích lâu nha. Câu 2 á, là các bạn để ý đây. Những ứng viên thành công nhất, đó, những ứng viên thành công nhất không phải luôn luôn là sao? Là được giáo dục tốt nhất, không phải luôn luôn lúc nào cũng có trình độ giáo dục tốt nhất đâu, không phải thế. Mà họ được đào tạo tốt nhất trong sao các bạn? Theo một cái kỹ thuật đào tạo tốt nhất đó. Ok, vậy thì câu 2 này các bạn chọn C cho mình. Vì sao? Mình giải thích cho các bạn nè, nhìn đây nha. Những ứng viên tốt nhất không phải luôn luôn được giáo dục tốt nhất, nhưng họ được ngoại trừ chứ. À, cái chỗ này các bạn nên dịch ngoại trừ thì hay nhất các bạn nha. Ngoại trừ cái việc họ được đào tạo tốt nhất theo một cái kỹ thuật của nó, theo kỹ thuật đào tạo tốt nhất đó. Chỗ này các bạn dịch ngoại trừ cũng được, nhưng thì nó không hay đó. Nhưng trong trường hợp này họ không phải luôn luôn là nhưng họ được đào tạo tốt nhất thì ngoại trừ. Thực ra cái chỗ này nhưng với ngoại trừ nó 50-50 các bạn ha. Theo cách thầy dịch đó, thì cũng có thể thầy dùng từ nhưng cũng được, cũng có thể là ngoại trừ, bởi vì bản thân cái chữ but này nó đều có cái nghĩa đó, tùy vào bối cảnh các bạn nhé. Nhưng thực ra chỗ này các bạn dịch nhưng cũng ok, không vấn đề gì hết. Rồi về bản chất nghĩa nó không thay đổi, ok các bạn nha. Rồi đó là câu 2. Bây giờ câu 3 này các bạn. Câu 3 là câu liên quan đến ngữ pháp, rất là quan trọng, người ta kiểm tra từ vựng và ngữ pháp của chúng ta đó. Rồi, chúng ta xem câu 3 này. Các bạn nhìn thấy này, nhìn thấy là mệnh đề nó có hai mệnh đề đúng không? Mệnh đề phía sau là would have cộng V3 này. Đó, các bạn thấy chưa? Would have cộng V3. Been này là V3 của gì? V3 của be đó các bạn. Đó, động từ to be đó. V3 là been, mà V2 là was hoặc là were này các bạn. Đây là những cái kiến thức nền tảng cơ bản nha. Bạn nào mà lũng kiến thức nền tảng cơ bản thì các bạn có thể xem lại trong ngữ pháp tiếng Anh của thầy á. Nói chung là các bạn xem tất cả các video của từ lớp 6 đến lớp 12 là các bạn ok liền, các bạn sẽ hiểu liền nha các bạn nha. Rồi vậy thì chỗ này chúng ta nhìn thấy này, liên quan đến mệnh đề if chưa? Mệnh đề if loại mấy? Loại 3. Vậy loại 3 thì trước này chúng ta phải tìm cho quá khứ hoàn thành ở mệnh đề if. Chúng ta xem nào, không có quá khứ hoàn thành, loại này không có quá khứ hoàn thành. Đây cũng không phải quá khứ thành, nhưng người ta lại chọn. Vì sao?
À, vậy thì đây là mệnh đề if nâng cao đó các bạn. Đây là đảo ngữ đó. Đảo ngữ của nó đó các bạn. Người ta đưa hat ra trước. Còn nếu mà người ta muốn viết mệnh đề if thì cũng ok thôi. Chỉ cần người ta if đúng không nào? Bỏ hat vô ra sau đây. If này các bạn. If he had study, had phải đưa ra sau này thì ok. Vậy thì người ta không muốn viết mệnh đề if nữa, người ta bỏ if đi, người ta đảo had ra trước, had ra trước, nó thành đảo ngữ. Bản chất của nó là mệnh đề if loại 3 trong cái mệnh đề này, trong hai cái câu này. Như vậy là câu này có nghĩa là gì? Nếu anh ta học hành sao các bạn? Học hành nhiều hơn. Đó, nếu anh ta học hành nhiều hơn thì anh ta sẽ có thể vượt qua cái kỳ thi này. Anh ta sẽ có khả năng đó, có khả năng để làm gì đó, to be able to này các bạn này, to be able to vượt qua điều này đó. Vậy thì các bạn thấy bản chất của mệnh đề if loại 3 chưa? Mệnh đề if loại 3 là không có thật trong quá khứ. Vậy thì trong quá khứ anh ta học hành không có nhiều đâu, cho nên anh ta đã không vượt qua kỳ thi, bản chất là như vậy. Cho nên bây giờ mới là nếu, nếu mà đảo ngược, đây là câu khó bạn nha, kiểm tra trình độ của học sinh giỏi đó. Ok, đó là câu 3. Bây giờ câu 4 của chúng ta này các bạn. Câu 4 á, là các bạn chọn phương án A cho mình. Vì sao các bạn chọn phương án A? Đây, bạn đủ tuổi, bạn đã đủ tuổi để làm gì đó, đủ làm gì ra cấu trúc này cả nha. Để làm gì? Chịu trách nhiệm cho những gì bạn đã làm. Vậy là chịu trách nhiệm này, để lấy trách nhiệm là thực hiện trách nhiệm này. Đó, đảm đương trách nhiệm này, take responsibility. Responsibility, take responsibility là chịu trách nhiệm. Đó, các bạn nhớ cho mình nha, chịu trách nhiệm cho những gì bạn đã làm. Ok. Rồi, đó là câu 4. Bây giờ chúng ta chuyển câu 5. Câu 5 của chúng ta đây rồi. Câu 4 các bạn chọn phương án A đúng chưa? Rồi ok. Câu 5 đây. Câu 5 các bạn lại chọn phương án B cho mình. Đây, quá dễ, setup. Setup là hồi nào nào giờ quen thuộc quá rồi đúng không? Này, một cái gì các bạn? Một nhóm học mới. Một nhóm học mới. Một học nhóm á, một một nhóm học học tập đó các bạn, đã được thành lập bởi chính phủ. Và đây xin lỗi các bạn, chỗ này các bạn đừng có dịch là hình nhóm học mà là một nhóm nghiên cứu. Chính phủ thành lập nhóm nghiên cứu chứ chẳng chính phủ nào hay thành lập nhóm học cả, cho nên chỗ này các bạn phải dịch là nhóm nghiên cứu nha. Ok, một nhóm nghiên cứu mới đã được thành lập, bị động của hiện tại hoàn thành. Ok, được thành lập bởi chính phủ. Rồi câu 6 này các bạn. Câu 6 các bạn nhìn vô, các bạn chọn phương án C cho mình. Vì sao? Mình sẽ giải thích cho các bạn nè. Đây nha. Các bạn đã xem cái giả định kia. Câu giả định mong muốn đó các bạn. Câu giả định á, câu giả định mong muốn trái với thực tế trong quá khứ. Đó. Cái đây là kiến thức cơ bản nâng cao trong chương trình tiếng Anh 12 của chúng ta đó các bạn. Câu giả định mong muốn trái với thực tế trong quá khứ. Thực tế trong quá khứ thì hiện tại nó giả định trái, nó ngược lại, nó giống giống mình if nhưng nó khác nha, các bạn để ý nha. Động từ theo sau would rather, đây động từ theo sau would rather, các bạn nhìn thấy nha. Đó, would rather sao các bạn, động từ theo sau would rather phải ở quá khứ hoàn thành đó các bạn nha, phải ở quá khứ hoàn thành. Vậy thì cái câu đây các bạn nhìn thấy quá khứ hoàn thành chưa, đây là bản chất câu của người ta, cấu trúc người ta yêu cầu chúng ta như vậy, giả định trong quá khứ trái ngược hoàn toàn trong quá khứ, do đó động từ theo sau would rather này phải ở quá khứ hoàn thành. Vậy thì câu này các bạn dịch cho mình là gì? Chúng tôi mong muốn Helen tên riêng có muốn chúng tôi mong muốn cô này sao gửi cho chúng tôi tất cả thông tin mà chúng tôi cần, chúng tôi nên được thông tin tốt, chúng tôi nên được thông tin tốt. À, như vậy là thực tế là chúng tôi đã không được như vậy, thực tế là chúng tôi không được thông tin tốt đó, có nghĩa là không được báo cáo, không được báo tin đó. Thực tế là không được báo tin do đó là chúng tôi mong muốn cô Helen gửi cho tất cả chúng tôi thông tin chúng tôi cần đó. Đây các bạn nhìn thấy chưa, chúng tôi mong muốn cô này gửi cho chúng tôi tất cả cái thông tin mà chúng tôi cần, và chúng tôi đã sao các bạn, chúng tôi nên được thông tin tốt là như vậy. Cái câu này nó càng bổ sung cho cái ý lựa chọn chúng ta. Chỗ này tại sao thầy dừng lâu là như vậy? Nó rất là quan trọng cho các bạn. Sau này các bạn thi tốt nghiệp 12, điểm cao hay không là do những câu này nó quyết định cho các bạn này. 90 là do những câu này này. Đó.
Chúng tôi mong muốn chúng tôi mong muốn điều đó, nhưng mà trái ngược hiện tại là trái ngược trong quá khứ là cô này đã không tin tốt cho chúng tôi. Đó các bạn nha. Do đó có cái câu này nó rất là quan trọng, là chúng tôi nên được thông tin tốt là như vậy, báo tin tốt là như vậy nha. Nhưng mà cô ta đã không làm như vậy. Đó, cho nên trái ngược, cho nên là chúng ta dùng cấu trúc này. Đó, quá khứ hoàn thành. Rồi, đó là câu 6, mỗi câu 6 mà 9 chúng ta gần 2 phút đồng hồ. Rồi, câu 7 của chúng ta các bạn nhìn cái bài thi này rất là khó các bạn ơi, toàn những cấu trúc khó không ạ? Câu 7 các bạn chọn D cho mình. Đây, câu 7 các bạn chọn D là gì? Only because. Đó, only because này á là có nghĩa là gì các bạn? Nó là nhấn mạnh theo chúng ta hiểu sang nghĩa tiếng Việt, nó giống như là chỉ bởi vì gì đó vân vân. Nó chỉ bởi vì vậy, đúng không nào? Cho nên là các bạn nhìn chỗ này quá dễ, ta nhìn vô đây á là gì? Chỉ bởi vì cô ta phải giúp đỡ hỗ trợ gia đình cô ta mà cô ta đã quyết định nghỉ học. Đó, chỉ bởi vì là mong muốn giúp đỡ gia đình mà cô ta phải bỏ học. Do đó là cái mệnh đề thứ hai phải đảo to be hoặc động từ hoặc trợ động từ lên trước. Trong trường hợp này là từ did. Câu này rất khó các bạn. Cái mệnh đề thứ hai đây này, đó cái only if, cái only because này á, thì cái mệnh đề thứ hai này của nó này là các bạn này, cái mệnh đề thứ hai này phải đảo, nếu có to be thì đảo to be ra trước, mà nếu có trợ động từ thì đảo trợ động từ ra trước. Trong trường hợp này trợ từ là did, cho nên phải đảo ra trước là như vậy các bạn nha. Đó, đây là những kiến thức rất là cơ bản trong chương trình tiếng Anh của chúng ta, không phải cơ bản, chín kiến thức nâng cao trong chương trình tiếng Anh 12 chúng ta đó. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu 8. Trời ơi, bài thi này rất là nhiều câu, mà mới có 7 câu mà chúng ta đã mất hơn mười mấy phút rồi. Câu 8 này, câu 8 các bạn chọn gì nào? Câu 8 các bạn chọn B cho mình. Đây, mình giải thích luôn. Đó. Một lượng lớn những giáo viên tiểu học, sao các bạn? Một lượng lớn, câu này chưa có. À, B đúng rồi, động từ to be đây, xin lỗi các bạn. Là những người phụ nữ, đó, là giới nữ đó. Lượng lớn này, đó, lượng lớn là số lượng đếm được các bạn nha. Đây, của những giáo viên, cho nên động từ to be phải số nhiều. Một số lượng lớn những giáo viên tiểu học là phụ nữ. Ok, câu 9 của chúng ta đó các bạn là các bạn chọn D cho mình. Nè, các bạn chọn D. Mình giải thích cho các bạn nè. Câu 9 vì sao các bạn chọn D? À, các bạn để ý này, cái slightly với slight hoặc là gì bạn? Brief là gì các bạn? Là một chút gì đó, một chút do dự, slight hesitation này các bạn. À, hesitation, slight hesitation là một chút do dự, hoặc là brief hesitation cũng là một chút do dự, trong này không có từ đó, mà có mỗi chữ slight thôi, là chúng ta hiểu một chút do dự. Sau một hồi do dự, một chút do dự, sau một chút do dự, cô ta gì các bạn? À, cô ta bắt đầu nói với một cái giọng vô cùng thuyết phục. À, rất là hay đúng không? Giọng đầy thuyết phục đó. Sau một hồi do dự giống như là lên phát biểu á, đầu tiên do dự một xíu, bắt đầu vô nói rất là thuyết phục. Ok, là nhớ cái cụm từ này các bạn nha. Một do dự một tí thôi, do dự một xíu thôi. Rồi. À, câu 10 các bạn. Câu 10 á là các bạn chọn cho mình là A. Đây. Câu 10 dễ rồi. Câu 10 không có gì khó hiểu cả. Câu 10 là đây là gì các bạn? Ngày thứ 5 của anh ta. Đây là ngày thứ 5 của ta trong cuộc đua. Trong cái cuộc không phải cuộc đua, trong cái chuyến du lịch đó các bạn, trên cái chuyến du lịch. Và sao các bạn? Anh ta đã viếng thăm 4 quốc gia rồi. Hiện tại hoàn thành, không rõ thời điểm trong quá khứ. Đã là ngày thứ 5 rồi thì anh ta viết cái việc viếng thăm 4 quốc gia trên thế giới rồi, 4 quốc gia rồi thì nó diễn ra trong quá khứ mà nó không rõ thời gian, và thậm chí nó còn kéo dài hiện tại. Cho nên chúng ta dùng hiện tại hoàn thành nha. Ok. Rồi, đó là câu 10. Bây giờ chuyển sang câu 11. Đây, câu 11 các bạn nhìn này. Câu 11 chúng ta chọn gì? À, đây là mục tiêu vậy là gì các bạn? Câu 11 các bạn chọn C cho mình. Đâu rồi? C đâu? Đây rồi, câu 11 đây. Vì sao sơ? Đây, mục tiêu giáo dục tiểu học, đó, the nha các bạn, giáo dục tiểu học có mục tiêu, mang tính mục tiêu này, đây, the, giáo dục tiểu học là nó đã xác định rồi, ok chưa, phải có the các bạn nha, à, câu 11, rồi, thì sao, là để cung cấp cái gì các bạn, cung cấp cho những học sinh
kiến thức nền tảng về lịch sử của quốc gia, về địa lý và về truyền thống. Đó, lịch sử địa lý thì không có the, chắc chắn rồi, không nhá. Ok, câu 11 dễ thôi, không có gì khó cả. Rồi, câu 12 nè các bạn. Câu 12 của chúng ta đây rồi. Câu 12 các bạn chọn D. Đó, không có the, tiếp tục kiểm tra the. Môn vật lý à, sự hấp dẫn về vật lý, sự hấp dẫn về thể chất á, thì không có the nhá. Đây. Đó, các bạn không phải tất cả đàn ông đều được liên kết với sự hấp dẫn thể chất của những người bạn gái của họ và những người vợ của họ. Có nghĩa là không phải tất cả đàn ông đều thích cái sự hấp dẫn vật lý đâu. Có những người họ thích sự hấp dẫn về tinh thần, tâm hồn, đúng các bạn, vân vân. Rồi, chúng ta xong câu 12. Câu 13 các bạn chọn A cho mình. Đây. Câu 13 mình sẽ giảng kỹ hơn cho bạn một xíu rồi nha. Keep on good terms with là giữ mối quan hệ tốt với ai đó. Đây, keep on này các bạn nhìn nè, cấu trúc của người ta nè. Keep đây là kept hoặc qua quá khứ của keep các bạn này. Đó, nha. Rồi, keep on good gì nữa các bạn? Terms, đó, terms. Terms gì nữa? With, đó. Cả cái cấu trúc của người ta là như vậy. Là gì? Là giữ mối quan hệ tốt với ai đó. Vậy thì trong câu này các bạn hoàn toàn phải biết mình dịch như thế nào rồi, đúng không? Đây, các bạn nhìn đây nha. Họ luôn luôn giữ mối quan hệ tốt với những người hàng xóm của họ. Cho gì các bạn? Cho quyền lợi ích của những đứa trẻ của họ, những đứa con của họ, đúng không? Có nghĩa là họ quan hệ tốt với hàng xóm để nó tốt cho con cái của họ, con cái họ chơi với nhau, vui đùa với nhau. Nhớ nha, cụm từ này rất quan trọng. Đó, with someone nha. Someone hay somebody gì được hết. Ok, đó, các bạn thấy chưa? Mới 13 câu mà rất nhiều cấu trúc của chúng ta. Rồi, câu 14 nè các bạn. Câu 14 của chúng ta quá dễ rồi. Câu 14 các bạn chọn B cho mình. Đây. Họ ở lại trong 4 giờ. Họ ở lại trong 4 giờ. Chính cái điều đó, à đó là sự vật hiện tượng. Điều đó là loại whom. This thì bỏ luôn, mệnh đề quan hệ mà. That không được, có dấu phẩy này không thể that được. Mệnh đề quan hệ không xác định cho nên không cần that. Rồi, họ ở lại trong 4 giờ. Chính điều đó làm sao? Đã làm mẹ của tôi rất là phiền về điều đó. Đó, cái điều đó đã làm cho mẹ của tôi rất là phiền, đã phiền mẹ của tôi đó. Ok. Các bạn ha. Rồi, 14 các bạn chọn B, 15 các bạn chọn D. Đây, 15 đây, nhìn đây. Vì sao chọn D mình giải thích cho các bạn đảo ngữ tiếp. Đó. Các bạn nhìn thấy cái đảo ngữ not until nè. Not until là một dạng đảo ngữ rất là hay mà chúng ta rất là hay gặp các bạn. Là cái dạng đảo ngữ này các bạn nhìn này nha, 15 đảo ngữ là not until là đảo ngữ đảo trợ từ lên trước là did. Đó, đưa trợ từ lên trước. Đó, trong trường hợp này là did các bạn nha. Đó, là he did not, cái chỗ này á, cái câu này á, các bạn nếu mà viết đúng á, là không phải viết đúng mà viết lại á, thì các bạn bỏ not until này đi, he did not luôn, did not, đó các bạn nha, he did not pursued, đây pursued, đây rồi, he did not gì nữa các bạn, đây pursued, đó, vào chỗ đây nè, đây, để mình chọn vô đây rồi, tí nữa mình nói các bạn, đó, cái chỗ này nè, he, đây các bạn nha. Nếu câu này viết lại là he nè, did, đây nè các bạn nha, he did not nữa, rồi gì nữa các bạn, pursued a scientific career, anh ta không theo đuổi một cái sự nghiệp khoa học cho đến khi nào? À, cho đến khi until, gì các bạn, until bỏ nó đi, until he was 25 years old, đó. Cái cách viết ngược lại là như vậy. Nhưng thực ra bây giờ trong bài này không có đủ thời gian cho nên thầy cũng không viết ngược lại cho các bạn nha. Mà thầy đưa cái đáp án này vô luôn. Did he. Đó, cái chỗ này. Did he. Đó, dạng đảo ngữ nha các bạn nha. Not until là cả một mệnh đề quá khứ rồi. Sau cái mệnh đề thứ hai đây này là phải đảo ngữ lên. Đưa trở từ lên trước. Đó, did he pursue a scientific career. Là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu 16. Câu 16 là một dạng phán đoán trong cái sự việc trong quá khứ dựa trên cơ sở hiện tại đó các bạn. Cái này mình nói nhiều rất nhiều rồi. Nhìn đây, cái sân đang ướt đẫm. Trời ắt hẳn tối hôm qua, ắt hẳn trời đã mưa. Đó, cái phán đoán là phải là must have cộng với 3. Đó các bạn nha, phán đoán sự việc trong quá khứ.
Rồi, video 1 kết thúc. Hẹn các bạn video thứ 2. Chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.